Dạ vừa mai chị chào bà, em xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay cúc bi của em nó nở hoa quá trời luôn nè. Những cái cây nhỏ xíu mà hoa của nó nè, bông chùm không cả nhà. Đó, nói thì cúc bi không phải là bi là nhỏ đâu nha, mà là cái nụ nó ú tròn như viên bi nha cả nhà. Nó ú tròn do như viên bi luôn ha. Đó cho nên người ta gọi là cúc bi hay gọi là cúc tiên sinh á. Thì hoa của nó là đặc biệt là bông chùm không nha. Bông chùm chùm như thế này nè cả nhà. Đó. Thì bên vườn mai nhà em cũng có một số nhân giống để giao lưu với chúng ta ha. Cây thì nó cao tầm khoảng 30cm đi lên. Loại này về chúng ta cũng có thể cắt lấy bo ghép được rồi. Thì giá chỉ có 70.000 một cây thôi cả nhà. Nó 70.000 một cây. Cả nhà nhìn thấy hoa nó nở nè. Đó. Hoa nở nhóc hết trơn luôn nè. Đó, giá chỉ có 70.000 một cây thôi cả nhà. Rồi và tiếp nhận cái hàng bên vườn nhà em nữa nha. Đó chính là cái giống mà giá tự sáng. Đây. Hàng mai sắn bên vườn em rất là nhiều nha. Tầm khoảng mấy ngàn cây giảo tự sắn nha cả nhà. Nó hàng thì phải nói là chất lượng hết rồi. Quắn nhiều nè. Rồi một số cây là nó có nốt nụ luôn. Đây, em sẽ quay cho chúng ta xem nha. Cả nhà nhìn nè. Nốt nụ nè. Chết dốc hết trơn luôn ha. Này gọi là nụ kim nha. Đó, cây như thế này. Cành nhánh nè. Nói chung cây này già cõi hết rồi nè. Đó, nụ nè. Cả nhà nhìn thấy nụ ha. Đây. Trời ơi, cây nhìn thấy mê à. Giá 100.000 một cây nha cả nhà. 100.000 một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên mai vườn mai nhà em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha. Đó, cây nè. Cả nhà nhìn ha. Cái độ quắn này nó cũng dài, nó già rồi. Loại này về cắt bo lấy liền bo được luôn á cả nhà. Đó, cái độ xoăn của nó nè. Thì giá có 100.000 cây nha cả nhà. 100.000 một cây nha. Nếu chúng ta lấy từ 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 cây và bao phí vận chuyển. Nếu mà chúng ta lấy 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển nha. Đó, đây là hàng mai tự sắn bên vườn nhà em nè. Nó lan xoăn ha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Hôm nay thì cơ bản em thấy những cái quắn của nó đã dài. Đó, đã dài, đã có cành nhánh nhiều rồi. Rồi này về chúng ta cũng có lấy bo được rồi ha. Còn mai quắn thì đừng tính cao nha. Bởi vì nó loạn xộn như thế này rồi nó xỏ xuống luôn nha cả nhà. Nhưng mà em sẽ lựa những cái cây nhánh nhiều, quắn nhiều như thế này để em gửi cho chúng ta ha. Đó, giá chỉ có 100.000 một cây thôi nha. Nếu chúng ta lấy từ 3 cây thì bên em bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 nha cả nhà. Đó, mai tự sáng nha. Rồi, tiếp tục là bên đây là cái hàng giảo bạch kim. Giảo bạch kim nhưng mà là bông vàng nha cả nhà. Đó, chúng ta vừa chơi hoa vừa chơi lá. Thì các cái loại lá cẩm thạch như thế này thì thường là cái bạch mai, nhưng mà cái loại này nó đột biến nha, đột biến của giảo Hữu Đức. Nó lá cẩm thạch nhưng mà nó lại là bông vàng ha. Cho nên là ai thích sưu tầm cái giống mà vừa chơi hoa vừa chơi lá thì xin hãy alo em qua số điện thoại em để bên trên nha. Đó, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Ồ, mai sáng quá trời đẹp luôn cả nhà. Đó. Rồi, xin cảm ơn cả nhà nha.